Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Hubler Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu máy rửa chén của Hubler mang mã hiệu là HDW-60-F60C, mã code sản phẩm là 533.23.200. Đây là một cái mẫu máy rửa chén đến từ thương hiệu Hubler, một thương hiệu đến từ Đức. Và sản phẩm mẫu HDW-F60C này thì nó có xuất xứ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn từ tổng quan của cái máy rửa chén này thì theo tôi đánh giá đây là một cái mẫu cũng khá là cao cấp của thương hiệu Hubler, và nó có kích thước của cái máy là chiều ngang là 60 cm, chiều sâu là 57 cm và chiều cao là 82 cm. Và cái mẫu máy rửa chén này thì nó sử dụng điện 220V, dòng điện thông thường cho cái hộ gia đình tại Việt Nam. Về cái sản phẩm mà máy rửa chén Hubler HDW-F60C này thì nó có cái dung tích chứa lên đến 15 bộ đồ ăn châu Âu. Thì những cái sản phẩm mà có cái dung tích chứa từ 15 bộ đồ ăn như thế này đến nó rất là phổ biến cho các cái hộ gia đình mà có số người khoảng tầm từ 4 người trở lên. Đó. Và những cái sản phẩm máy rửa chén thiết kế lắp âm như thế này là những cái mẫu nếu mà được lắp đặt tại các hộ gia đình thì nó tạo nên sự đẹp và cao cấp cho cái không gian bếp của mỗi nhà. Và những mẫu máy rửa chén này thì nó được thiết kế với những cái chương trình rửa đặc biệt, và nó rửa sẽ sạch và nhanh, gọn gàng và rất là dễ sử dụng. Các chương trình rửa của Hubler thì nó có rửa sơ bộ, rửa nhanh, hoặc rửa tiết kiệm, hoặc là rửa thường, hoặc là rửa mạnh. Ngoài ra thì còn có thêm cái chức năng rửa nửa tải. Rửa nửa tải gì thì giúp tiết kiệm điện năng hơn và rửa sẽ nhanh hơn. Đó. Về các nút điều khiển của máy rửa chén này thì nó sử dụng là các cái phím điều khiển bằng phím cơ, và nó có cái màn hình LED hiển thị ở chính giữa. Và những sản phẩm có cái nút điều khiển như thế này thì nó cũng rất là dễ sử dụng, bởi vì trên mỗi cái nút điều khiển nó đều có những cái icon thể hiện cho cái chức năng của mỗi sản phẩm. Đây là các cái tem dán giới thiệu về những cái sản phẩm này. Và Hubler là một cái thương hiệu đến từ Đức và nó có kinh doanh nhiều mặt hàng sản phẩm. Tuy nhiên về cái mặt hàng máy rửa chén của Hubler thì vẫn được rất là nhiều khách hàng tại thị trường Đức tin dùng. Và ở Đức thì còn có thêm thương hiệu máy rửa chén Bosch nữa. Thì Bosch cũng là một thương hiệu rất là tốt. Và Hubler này thì nó cũng là một sản phẩm không kém cạnh gì. Đó. Và nói về cái máy rửa chén HDW-F60C này thì nó thiết kế cái vỏ bên ngoài là inox 304 và nhìn mạ rất là sáng bóng. Ở đây là có cái nút, có cái phần để kéo ra để cho các bạn xem ở phần chi tiết bên trong. Thì ở bên trong nó được thiết kế ở vị trí này là vị trí để chúng ta sử dụng viên nén, bỏ viên nén rửa và phần thuốc làm bóng. Đó, hai cái chỗ này công tắc mở rất là đơn giản. Và chúng ta có thể mua những cái viên nén rửa đó ở các siêu thị hoặc là các cái trung tâm các cái sàn thương mại điện tử. Đó. Về cái khay rửa thì nó tổng cộng là nó có 3 khay rửa. Ở cái khay rửa bên trên này thì ta có thể tháo rời nó ra và lau chùi vệ sinh rất là dễ dàng, rất là tiện dụng. Còn cái khay rửa ở chính giữa và ở dưới, chúng ta có thể bỏ những cái chén ly hoặc là những cái giá đựng chảo, đó, những cái vật dụng lớn ở chỗ phần phía khay dưới cùng này. Và cái khay rửa này, ở đây nó có một cái quạt để quay, đó, sấy khô. Và ở phần cái nói thêm về cái khay rửa thì những cái khay rửa này thì ta có thể sắp xếp đó các cái vật dụng một cách khoa học, và rất có thể bỏ được nhiều vật dụng khác, có thể những cái nồi lớn cũng có thể đặt ở đây được. Đây là vị trí bỏ xà phòng,
và ghế kế bên phải đó là đây là vị trí để thoát nước thải. Đó. Và những cái mẫu máy rửa chén này á thì nó đều có các cái độ ồn và rất là tốt, và có thể độ ồn của cái máy này là 44 decibel, nó rất là nhỏ. Về cái mức tiêu thụ điện á, thì mẫu máy rửa chén này nó có mức tiêu thụ điện là khoảng tầm 1 kW trên giờ, nó là khoảng tầm 1 kg điện trên giờ. Và về mức tiêu thụ nước thì nó khoảng tầm 9 lít nước trên một lần rửa, khá là tiết kiệm nước. Nếu mà các bạn mà quan tâm đến cái mẫu sản phẩm HBWF F60C này thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại hotline. Thì ngoài cái dòng HBWF F60C này thì nó có thêm một dòng nữa là HBWF F60E. Thì cái mẫu đó thì nó có xuất xứ ở Trung Quốc. Giá thành nó cũng sẽ mềm hơn và các cái thiết kế và tính năng nó cũng tương tự như cái HBWF F60C này. Các bạn có thể quan tâm hai cái dòng F60, thì nó có hai dòng là dòng E và dòng C. Đó. Về cái dòng C này á, thì theo tôi đánh giá thì nó và phân khúc giá của nó đề xuất của bên hãng vào năm 2021 là khoảng tầm 22 triệu. Nếu mà các bạn mua tại đại lý Tuấn Đức thì có thể sẽ có mức giá chiết khấu, nó chỉ khoảng tầm mười mấy triệu thôi, cũng khá là phù hợp. Đó. Những sản phẩm của Hapler thì nó đều có logo được in chìm ở bên tay trái của sản phẩm, và logo Hapler thì các bạn phải nhận diện nó tại vì sản phẩm Hapler hiện tại nay trên thị trường cũng khá là nhiều, có những hàng trôi nổi, hàng xách tay hoặc là hàng giả. Đó. Và hiện tại thì những cái mẫu bếp Hapler này thì đang được bán tại đại lý Hapler Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này á, thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.